Một thông tin vui cho doanh nghiệp và cả người lao động đang bị ngừng việc do ảnh hưởng của COVID-19, đó là các doanh nghiệp sẽ được vay vốn với lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để trả lương ngừng việc cho người lao động và vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất kinh doanh. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư 10 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội để người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động. Tổng số tiền tái cấp vốn tối đa 7.500 tỷ đồng, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất quá hạn là 0% một năm, thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách Xã hội và được áp dụng đối với từng lần giải ngân. Thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 hoặc đến khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng, tùy theo điều kiện nào đến trước.